Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu tinh thể thạch anh đen, đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Đây là một mẫu thạch anh hoàn toàn là tự nhiên, không hề cắt gọt, không hề mài rũa gì cả. Chất đá hoàn toàn là thiên nhiên tự nhiên. Để quay chi tiết để quý vị cùng xem. Thạch anh đen là một trong những dòng rất quý hiếm. Nó cũng là một trong những dòng có năng đá có năng lượng hàng đầu trong các dòng thạch anh. Chất đá thạch anh đen rất đẹp. Đây, những phần này có da gương, có độ da gương. Ở phần dưới này là da lì. Phần này biến thể quý vị ạ. Dòng thạch anh đen chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Viên này nó có chiều cao từ đỉnh này, từ chóp đỉnh xuống đến dưới mặt cuối của đế này là 21 cm. Và bề ngang điểm rộng nhất này là 11 cm. Khối lượng của đá nặng là cả là gần 2,1 kg bao gồm cả đế. Riêng đá không nặng là 1,6 kg. Và hiện cái mẫu thạch anh đen này thì tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 1.400.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099, quý khách chỉ về để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm làng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu quý vị nào phát hiện không đúng, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị có thể kiểm tra, kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với cam kết của mình. Giao dịch thì có hai hình thức, một là nhận hàng thu tiền và hai là chuyển khoản trước. Nếu quý vị chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc, còn nếu mà nhận hàng thu tiền thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Tuy nhiên là lưu ý với quý vị đó là dù nhận hàng thu tiền hay là chuyển khoản bao ship thì quý vị cũng kiểm tra hàng trước khi nhận cho tôi. Nếu hàng có vấn đề gì, ví dụ như hàng gửi không đúng hay là hàng bị dập vỡ trong quá trình vận chuyển, thì bưu tá hoặc quý vị sẽ phản hồi ngay để tôi có hướng xử lý. Tránh trường hợp đó là quý vị nhận hàng xong rồi, bưu tá không còn có mặt ở đó nữa, quý vị báo lại là hàng có vấn đề, thì lúc đấy tôi sẽ không chịu trách nhiệm nữa. Cho nên quý vị lưu ý đó là dù chuyển khoản trước hay là nhận hàng thu tiền thì quý vị cũng kiểm tra hàng trước khi nhận hộ tôi. Quý vị nếu có nhu cầu sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Kênh Đá Phong Thủy của tôi thì thường xuyên có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên, phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.